Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, danh tính Tổng Bí thư Đại hội 13. Nguyễn Phú Trọng tuổi cao sức yếu, nằm nhiều hơn ngồi, vậy mà vẫn cố dọn đường để ông ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Hà Nội hôm ngày 24 tháng 6 năm 2020, bà Nguyễn Xuân Thắng, một cử tri ở quận Hoàn Kiếm, được truyền thông nhà nước dẫn lời là mong muốn ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là đại biểu Hà Nội nhưng lại vắng mặt ngày hôm đó. Bà Bùi Huyền Mai, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội giải thích là do ông Trọng không bố trí được thời gian tới tiếp xúc cử tri. Tại hội nghị, câu nói hiện đất nước đang còn nhiều khó khăn, mong Tổng Bí thư tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền đi đến bến bờ cuối cùng, được nhiều trang mạng nhà nước nhấn mạnh, trích dẫn làm tiêu đề của nhiều bài viết. Ngoài ra, bà Thắng còn được dẫn những phát ngôn như hoan nghênh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đi đầu kiên quyết chống tham nhũng, Đảng nhà nước đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh virus Vũ Hán. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn nói rằng các cuộc tiếp xúc cử tri như vậy chỉ là những vở kịch vớ vẩn, cử tri được mời đến để diễn cho vai trò chứ không hề là một cử tri độc lập nào được phép nêu ý kiến ở đó. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự bơm thổi và nịnh bợ mang tính chất bề ngoài thôi. Người cử tri đó bị nhồi sọ lâu năm và họ không thấy gì khác. Trước đây, không có một cuộc họp cử tri nào mà họ mời mình tới trong suốt 40 năm qua. Tôi cho rằng những cử tri đó đã được chuẩn bị thu xếp để mời tới diễn một vở kịch có đạo diễn, có kịch bản sẵn sàng, chứ không phải nhiều cử tri độc lập. Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình cho biết từ trước đến nay nếu Đảng, Nhà nước muốn thực hiện điều gì thì sẽ dọn đường dư luận bằng cách chỉ đạo cho báo chí dẫn lời các đảng viên hay cử tri. Như thể họ thực hiện điều đó dựa trên nguyện vọng của nhân dân. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như các quan chức, các lãnh đạo cấp cao thường có những động tác gọi là dọn đường cho những người hoặc đảng viên, cử tri nói lên nguyện vọng của mình. Và căn cứ trên nguyện vọng đó thì việc sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp theo nguyện vọng của nhân dân. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam cho rằng nếu muốn định hướng dư luận dọn đường cho ông Trọng ở lại nhiệm kỳ tới thì báo chí nhà nước sẽ tập trung đưa nhiều tin hơn nữa chứ không chỉ lẻ loi có một phát biểu kiểu như thế. Tôi không thấy gì đặc biệt cả, bởi vì nếu người ta muốn dọn đường cho một người nào đó ở lại, cụ thể là trường hợp này, thì phải có nhiều các cuộc tiếp xúc cử tri và trong các cuộc tiếp xúc đó phải có nhiều người cùng nói một ý kiến như vậy. Ông nói thêm rằng cơ hội dành cho ông Trọng đã không còn. Cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư hiện giờ chỉ còn hai ứng cử viên duy nhất, đó là ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Để xem hội nghị 13 và 14 tới đây có gì thay đổi như thế nào, nhưng chỉ được chọn một người quá tuổi ở lại mà thôi, cho đến nay là như thế. Ông Nguyễn Ngọc Già cũng đánh giá khả năng ông Trọng tiếp tục con đường chính trị là rất thấp. Ông Nguyễn Phú Trọng ngoài việc tuổi tác đã gần 80 thì quan trọng nhất là sức khỏe của ông không đảm bảo. Vấn đề đi đứng cũng rất khó khăn, không thể nào một người làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước phải đi bang giao quốc tế mà đi đứng không vững, khó khăn như hiện nay. Tôi nghĩ rằng khả năng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia với vai trò là Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước là vô cùng thấp. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp phân tích dựa theo quy định chỉ thị của Bộ Chính trị thì việc ông Trọng tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa là trái với quy định. Thực tế chính trị ở Việt Nam bây giờ muốn ở lại thì người ta phải theo một quy định về các tiêu chuẩn để được ở lại. Trong đó một tiêu chuẩn rất quan trọng là phải có đủ sức khỏe. Thế nhưng bây giờ tình hình sức khỏe của ông ấy vẫn đang ốm thì chắc là khó, hay nói đúng hơn là không thể ở lại được đâu. Một điểm nữa là ông ấy đã làm hai nhiệm kỳ rồi, muốn ở lại thì người ta phải thay đổi điều lệ đảng. Việc ở lại là người ta chỉ nói thế thôi. Nói về các quy định chỉ thị do Bộ Chính trị, ông Nguyễn Ngọc Già cho biết đó là chuyện riêng của Đảng Cộng sản. Dù có liên quan tới tình hình đất nước, nhưng người dân có muốn tham gia cũng không được. Nói tóm lại về quy định của Đảng là một quy định trong nội bộ của họ.
và họ hành xử không theo một nguyên tắc nào cả trong các vấn đề thẩm quyền, quyền hành chức vụ là tự họ quyết định mà người dân không được phép tham gia, không được phép bàn luận gì cả. Theo nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một khi đã quyết thì dù có bị cản trở bởi các nghị định, nghị quyết hay chỉ thị nào đi nữa, Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tìm cách thay đổi các quy định để hợp thức hóa và đúng luật. Theo chỉ thị 35 CT trên TVK ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2019 về Đại hội Đảng 13, nêu ra các tiêu chuẩn của ủy viên các cấp nhiệm kỳ tới. Trong đó, điều kiện số 5 là ủy viên phải đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự và bảo đảm độ tuổi theo đúng quy định. Về độ tuổi yêu cầu thì ủy viên cấp tỉnh đối với nam là 65, nữ là 60, tính tới tháng 9 năm 2020. Ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 76 tuổi, báo chí nhà nước thời gian qua lại đưa tin tình hình sức khỏe của ông không được tốt. Như vậy, chiếu theo quy định về độ tuổi và sức khỏe thì ông Nguyễn Phú Trọng đều không đủ tiêu chuẩn để ở lại. Tuy nhiên, trong phần phụ lục số 2 quy định về độ tuổi cũng nói thêm rằng riêng đối với các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Cơ cấu tổ chức nhân sự không thể thay đổi dưới thể chế độc đảng. Tại buổi họp Quốc hội chiều ngày 9 tháng 6 bàn về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, bàn về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến được đưa ra với mục tiêu nhằm giúp nâng cao chất lượng đại biểu. Một trong những ý kiến nhắc lại biện pháp nâng cao phần trăm số đại biểu chuyên trách từ 35 đến 40, cũng như yêu cầu đại biểu cần có kiến thức chuyên môn, quan tâm tình hình, đặc biệt phải đảm bảo có đủ thời gian nghiên cứu, trao đổi, tiếp xúc với cử tri. Trao đổi với phóng viên RFA tối ngày 9 tháng 6, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho rằng những đề xuất thường xuyên được nhắc đến trong mỗi kỳ họp thực chất chỉ mang tính bề nổi. Ông lập luận: thực tế, một nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng lãnh đạo toàn trị trực tiếp lãnh đạo về tổ chức, giá trị tư tưởng, quốc phòng, an ninh thì chuyện làm Quốc hội, Chính phủ hay công tác Đảng cũng chỉ là sự phân công nên không có gì mới. Nhiều vấn đề đã được đưa ra Quốc hội để tham khảo nhưng khi quyết thì Đảng quyết chứ không có gì làm trái ý kiến của Đảng được. Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cơ cấu đại biểu Quốc hội nhìn vô 90-95% là đảng viên. Đảng viên sao trái ý kiến của Đảng được, nên cải cách thực tế là người ta mong muốn đại biểu Quốc hội cải cách đầu vào, cơ cấu thành phần khác để nghe tiếng nói khác thì may ra tốt hơn, chứ bây giờ Quốc hội chỉ là diễn mà thôi. Vẫn theo luật sư Thuận, Quốc hội phải giải quyết cốt lõi vấn đề, tức là thành phần cơ cấu đại biểu. Ngoài ra còn có dư địa để người ta phát biểu, tiếp thu. Quốc hội không thể tiếp tục làm theo những đề xuất mà Đảng đã quyết định hết, rồi Quốc hội mới vờ quyết định lại thì thật sự chưa thấy mở ra được hướng giải quyết. Tôi cho rằng những ý kiến đổi mới người ta đang chờ là phải đổi mới đầu vào. Để có những tiếng nói khác, phản biện tốt thì tự nhiên tình hình có nhiều tích cực hơn. Dưới góc nhìn cá nhân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội cho rằng việc thay đổi nhân sự có thể cho thấy Quốc hội đã thể hiện muốn hình thức dân chủ phần nào. Nhưng thực tế, luật sư Trần Quốc Thuận đã nói, phần lớn do các đại biểu Quốc hội là đảng viên, cơ cấu nhân sự của Chính phủ, Quốc hội do Đảng chỉ đạo nên không thay đổi được gì. Không chỉ riêng nhân sự cho Quốc hội mà nhân sự Đảng cũng đang có những vấn đề được động đến trước kỳ đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021. Trong đó, vấn đề nhân sự trong Bộ Chính trị đang là điểm nóng mà người dân quan tâm nhiều nhất hiện nay, theo lời nhà hoạt động của Lã Việt Dũng. Bây giờ, họ đang lăn tăn việc số lượng ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi là bao nhiêu đang là vấn đề khá đau đầu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng để có thể giải quyết tốt vấn đề nhân sự tại Quốc hội hay Chính phủ thì trước hết nhân sự Đảng phải được thay đổi.
Ngay cả di chúc của Hồ Chí Minh để lại, trong đó có đoạn nói về đảng thì đảng phải thực hiện dân chủ thật rộng rãi trong đảng, nhưng trong đảng bây giờ chưa thật sự có dân chủ. Đảng chưa ứng cử bầu cử cho nội bộ đảng mà cơ cấu do ở trên chỉ xuống thì làm sao không chạy chức chạy quyền được, nên dân chủ trước hết phải mở trong đảng. Bên cạnh cơ cấu nhân sự, cơ cấu tổ chức tại các bộ máy cũng gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ trong những cuộc họp thảo luận của các cấp chính quyền mà ngay cả trong dư luận. Điển hình như vào ngày 7 tháng 6, tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra vấn đề đề nghị mong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho chủ trương Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 được thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tỉnh ủy tại đại hội. Mới đây nhất, báo cáo trong nước loan tin ngày 9 tháng 6 dẫn nội dung cuộc họp chính phủ về việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân và văn phòng Ủy ban Nhân dân thành một văn phòng chung theo nghị quyết số 580/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tư cách công dân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho hay ông ủng hộ quyết định tinh giản bộ máy nhà nước. Ông giải thích quan điểm cá nhân như sau. Bộ máy của họ khá cồng kềnh và cũng vô tác dụng rất nhiều, nên theo mình việc hợp nhất theo mình có những tích cực, giảm tiền thuế của dân, tính gọn bộ máy. Cơ chế của Việt Nam thật ra từ trước đến nay tham nhũng rất nhiều, cứ qua mỗi cửa sẽ sinh thêm một tham nhũng nên họ giảm, mình nghĩ đó là một điều tốt. Trong khi đó, anh Lê Văn Cuông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa khóa 11 lại không tán thành với việc sát nhập 3 văn phòng theo nghị quyết 580, do ông cho rằng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức đều khác nhau. Qua thực tiễn cho thấy khó khăn độ vênh của nó, vì Quốc hội, Hội đồng thực hiện chức năng giám sát Ủy ban Nhân dân. Bây giờ nhập cả văn phòng thì lẫn lộn cả cơ quan giám sát và cơ quan chịu giám sát chung một văn phòng phục vụ, sẽ không minh bạch trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lẫn lộn nên khó điều hành. Từ thực tế vừa nêu, ông Lê Văn Cuông cho rằng đối với những thay đổi về nhân sự, cơ cấu, cơ quan chức năng cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trước khi ban hành luật. Trong thực tế có những bất cập được mặt này nhưng vướng mặt khác nên cần có thời gian thử nghiệm, thí điểm để sau đó thấy những gì rõ đúng rồi mới quyết. Còn những gì chưa rõ cần phải tiếp tục theo dõi thí điểm chứ không nóng vội. Không bảo thủ trì trệ khi thấy bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém, đầu mối nhiều, biên chế phình to mà cứ để như cũ cũng không phù hợp. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, phương thức làm việc của Việt Nam hiện nay đều tập trung vào sự chỉ đạo của Đảng nên nhiều khía cạnh hạn chế, chưa thể giải quyết được, do đó ông đề ra giải pháp. Người ta nói Việt Nam tam quyền phân lập, làm gì có, vì chỉ có một Đảng không thể tam quyền phân lập. Nếu tam quyền phân lập thì Đảng ngồi ở đâu và đứng ở đâu, nên người ta đặt ra cần phải làm luật về Đảng để coi quyền của Đảng ở đâu, được gì và quyết gì, nếu quyết sai thì trách nhiệm thế nào. Có những câu rất chung chung, rất nguyên tắc như Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội và Đảng chịu trách nhiệm do vấn đề mình quyết, nhưng trách nhiệm thế nào thì chưa thấy. Còn theo ông Lê Văn Cuông, trong thời buổi Việt Nam đang hòa nhập với thế giới thì Việt Nam cần sửa đổi pháp luật, đổi mới mô hình cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế, nhưng cũng phù hợp với thực tiễn Việt Nam, chứ không thể máy móc áp dụng hoặc bảo thủ không chịu thay đổi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.